vắng vài năm nay trở về. Thấy em mà anh bỗng giật mình. Mới hôm nào em còn là cô bé tí, vẫn hay nũng nịu đòi ô mai, mặt nai hãy còn ngơ ngác. Nay em xinh tự như tên giang chân, nhiều nơi ngắm nghe kêu cầu xin. Anh chỉ là tay trắng nên dám mộng gì đâu. Trái tim vàng đã không phải em kiếm đâu ra ngoài anh nữa. Sao không coi người ta như ngày xưa, không kêu người ta còn nhỏ đi mà nhìn người ta ngẩn ngơ. Thôi trách làm chi anh tội nghiệp, lúc xưa nào ai biết mà ngờ. Trịnh Lâm Ngân. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin bắt đầu chương trình bằng nhạc phẩm này với Hai Trái Tim Vàng của Linda, Trang Đài và Tommy Ngô. Thưa quý vị, ca khúc âm điệu, lời ca, dàn dựng, vũ công cũng như là trang phục chắc chắn là đã đưa quý vị cũng như chúng tôi trở về với những kỷ niệm của thập niên 70. Và chúng tôi xin mượn thập niên 70 để gửi tới quý vị chương trình Paris by Night 66 hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn Linda, Trang Đài, Tommy Ngô và xin cảm ơn tất cả vũ công. Thank you very much.
Trung tâm tiếng Nga hôm nay thực hiện chương trình Paris by Night với nội dung để giới thiệu một số những sinh hoạt văn nghệ, hay nói đúng hơn là để vinh danh những công trình sáng tạo của ba nhạc sĩ, đó là Trần Trịnh, Nhật Ngân và Ngô Thụy Miên. Thưa quý vị, khởi từ những nhạc phẩm đầu tiên như là Cung đàn muôn điệu, Chuyến xe về Nam của nhạc sĩ Trần Trịnh năm 54, qua những nhạc phẩm đầy thao thức của nhạc sĩ Nhật Ngân vào thập niên 60, rồi đến những bản tình ca mượt mà của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên mà chúng ta biết đến vào năm 1974. Thì cái khoảng cách là đến 20 năm, nhưng vẫn có thể nói cả ba nhạc sĩ đó là cùng một thế hệ. Một thế hệ để ghi dấu một giai đoạn lịch sử đầy những trăn trở của chúng ta qua cuộc chiến. Mỗi người một cách, cái sự bày tỏ có khác nhau, có khi là trực tiếp, có khi là gián tiếp, có khi là tích cực, có khi là tiêu cực, nhưng tất cả đều ghi dấu một giai đoạn, và những tác phẩm ấy sẽ mãi mãi ở lại với thời gian. Thưa quý vị, trong phần đầu thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị hai nhạc sĩ là Trần Trịnh và Nhật Ngân. Nhưng mà một cái tên mà chắc chắn là quý vị lại còn quen hơn là sự kết hợp của hai nhạc sĩ đó dưới một bút danh là Trịnh Lâm Ngân, đã để lại cho chúng ta rất nhiều những tác phẩm nói về tâm trạng của người lính chiến. Vâng, thưa quý vị, những thế hệ của Kỳ Duyên hoặc trẻ hơn, có thể chúng tôi hát rất nhiều những nhạc phẩm hoặc nghe rất nhiều những nhạc phẩm này, nhưng mà Kỳ Duyên nghĩ là ít có ai hiểu được cái nội dung hoặc là cái hoàn cảnh này viết trong thời đại nào, hoặc là cái nỗi niềm thật của tác giả. Nhưng mà trong khi soạn chương trình và được nói chuyện với tác giả thì Kỳ Duyên được hiểu sâu hơn. Vì thưa quý vị, trong mỗi một giai thoại trong lịch sử đều có ghi lại ở trong những sách vở chính thức. Nhưng những cái sách vở đó không có phản ảnh đúng những cái chi tiết nho nhỏ trong mỗi lòng một chứng nhân của một thời đại. Và những cái chi tiết nho nhỏ này được để lại trong những tác phẩm nghệ thuật, là những nhạc phẩm mà chúng tôi sắp giới thiệu đến quý vị. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm nữa của Trịnh Lâm Ngân mang tựa đề Lính Xa Nhà qua phần trình bày của nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh xin được kính chào quý vị. Có người yêu tuổi ngọc vừa tròn, vì chinh chiến ngược xuôi ít về để hẹn hò. Nơi phố cũ bây giờ em có còn nhìn hoa rơi cuối đường rồi buồn riêng cho mình không? Thương quá là và yêu quá là yêu, áo màu chiều hẹn hò. Phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân gót nhỏ cậy nhờ ai đón đưa về. Đọc thơ em hay hờn hay dỗi, trách tôi yêu tay súng hơn. Yêu xa trường hiểm nguy hơn phố phường với bao chiều lãng mạn. Xa quá người ơi, kỷ niệm ngọc ngà, vòng tay ấm bờ môi, mắt nhìn thật đậm đà. Nhưng thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về.
và yêu quá là yêu áo màu chiều hẹn hò. Phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân gót nhỏ cậy nhờ ai đón đưa về. Đọc thư em hay hờn hay dỗi, trách tôi yêu tay súng hơn nàng. Vì sao yêu xa trường hiểm nguy hơn phố phường với bao chiều lắng. Xa quá người ơi, kỷ niệm ngọc ngà, vòng tay ấm bờ môi, mắt nhìn thật đậm đà. Nhưng thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Nhưng thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Kính thưa quý vị, sau hai nhạc phẩm Hai trái tim vàng và Lính xa nhà, bây giờ chúng tôi hân hạnh kính mời quý vị cùng chúng tôi chào đón nhạc sĩ Trần Trịnh và nhạc sĩ Nhật Ngân. Thưa quý vị, vị nhạc sĩ mà trông có cái vẻ lớn tuổi hơn một chút mà lại chống cái ba toan đó là chính là nhạc sĩ Trần Trịnh. Còn vị nhạc sĩ đi sau, có lẽ là vì anh sợ anh trẻ quá so với ông Trần Trịnh, thành nữa phải để cái râu cho nó tương xứng với tuổi một chút xíu. Dạ, xin kính chào anh. Dạ. Tôi xin kính chào quý vị khán thính giả ở nơi này và ở khắp bốn phương trời. Xin kính chào quý vị khán giả ở Paris và xin kính chào toàn thể quý vị khắp nơi trên thế giới. Anh ạ, anh Trần Trịnh, trước khi mà mình nói chuyện văn nghệ thì tôi muốn hỏi anh một chút là, tôi đọc trong cái bản tiểu sử thì năm nay anh mới đúng có 65. 65 thì quý vị cũng biết là trên thế giới này 65 mình mới được về hưu, tức là cái tuổi đó chưa có già lắm. Anh chống ba to, anh chống gậy này là chống chơi cho nó oai hay là có lý do gì nữa thế? Oai thì ai cũng muốn làm oai, nhưng mà tôi sự thật là bị accident. Anh bị tai nạn. Gãy chân. Té xe, té Hông Đa. Không, thưa thế này ạ, để chúng tôi xin diễn nôm cho một chút xíu là, nếu mà quý vị mà quen nhạc sĩ Trần Trịnh thì quý vị biết là ông này ông ít nói lắm. Thành thử nói như thế này là năm 95, anh Trần Trịnh, anh ấy ở lại trong nước hơn 20 năm thì mới sang Mỹ. Thì năm 95, trước khi mà anh được sang Mỹ thì anh đi Hông Đa, rồi anh đụng vào một người đi bộ. Anh đụng vào người đi bộ đó thì anh té lăn ra, anh gãy chân. Đến lúc anh tỉnh dậy thì cái người đi bộ nó sợ quá, nó bỏ chạy. Thành thì hóa ra ông ấy lái xe mà cái người bị đụng xe nó bỏ chạy mất, còn lại ông lồm cồm bò dậy thì chính ông lại gãy chân. Có phải thế thưa anh? Thưa anh. Thế là gọi là xui. Vâng, thế mới là xui. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, là thưa hai anh, khán giả khắp nơi từ trước 75 đến nay đã được nghe nhất là nhiều nhạc của Trịnh Lâm Ngân. Quý vị thấy là Trịnh Lâm Ngân đáng lẽ là ba tên, ba cái tên riêng, nhưng mà sự thực nó chỉ có hai thôi. Thì chúng tôi xin được phép hỏi chung nhạc sĩ Trần Trịnh cũng như Nhật Ngân là từ đâu và từ năm nào và nguyên do gì có cái bút danh Trịnh Lâm Ngân viết chung, thưa hai anh. Thưa quý vị, là cái thời năm 1967-68 thì có cái phong trào mà ba nhạc sĩ ghép tên lại thì trở thành là một cái tên chung.
Thì điển hình cái thời gian đó thì có nhạc sĩ Lê Minh Bằng, tất nhiên là Lê Dinh, Minh Kỳ và anh Bằng. Thì ở cái thời điểm đó hãng dĩa Asia Sóng Nhạc, họ có ý định họ ghép chúng tôi trở thành một nhóm giống như kiểu Lê Minh Bằng vậy. Nhưng mà tụi tôi chỉ có hai người thôi. Thế khi ông chủ mà hãng dĩa Asia đó, ông mới sợ hai đứa tôi đang còn trẻ quá, thì khi mà nổi tiếng rồi thì nhảy lui nhảy tới, thì ông không nắm được chân, cho nên ông mới gài cái người con của ông vào. Tuy nhiên là ông Lâm Đệ. Thì ông Lâm Đệ là cái ông mà chỉ biết đánh đàn thôi, chứ không biết sáng tác. Nhưng mà ông là hơn tụi tôi, là ông con ông chủ hãng dĩa, cho nên ông đứng ở giữa, cho nên quý vị mới có cái tên là Trịnh Lâm Ngân. Tức là Trịnh Ngân, còn Lâm thì không dính dáng gì đến việc sáng tác. Anh Lâm đó bây giờ ở đâu? Ông mà ghép tên Lâm còn... Dạ thưa quý vị, có một dạo ở Paris thì... Dạ có một dạo hình như anh Lâm anh ở Paris, nhưng mà hình như là bây giờ anh đi qua Canada. Và tôi theo tôi biết á, thì anh Lâm rất thân với chị Thúy, rất thân với Trung tâm Thúy Nga. Thì chắc có lẽ bây giờ mà quý vị hỏi thăm anh Lâm ở đâu thì chắc hỏi chị Thúy thì chắc rõ nhất. Thưa anh Nhật Ngân, thưa anh Trần Trịnh, một cái điểm mà chúng tôi có cái ưu tư là phần lớn những nhạc phẩm ký dưới bút danh Trung Trịnh Lâm Ngân là các anh chọn về đề tài quân đội, nói về cái tâm sự của người lính chiến trong cái cuộc chiến của miền Nam chúng ta. Thứ hai anh, như vậy thì đó có phải là một cái nhu cầu của tự các anh tìm kiếm một cái chủ đề mình đặt ra, hay đó là một cái yêu cầu của nhà xuất bản để lúc đó in loại nhạc về chiến tranh cho dễ bán, thứ hai? Không có yêu cầu của ai cả mà của chính chúng tôi. Xin bạn giải thích. Thưa quý vị, là thời đó thì chúng tôi là đều là quân nhân hết trong thời chiến, và với cái tuổi của chúng tôi thì là thường thường là trong quân đội hết. Và trong quân đội cái thời đó thì cũng có một số nhạc sĩ quân đội sáng tác về quân đội, nhưng mà thật ra thì hiếm hoi. Và phần lớn những cái người sáng tác quân nhạc thời chiến tranh đó, họ thường thường là hùng ca, hoặc là những bài mà kêu gào về chiến đấu hoặc là phong trào này nọ, chứ ít người mà đào bới trong tâm trạng của những người lính xa nhà, hoặc là tâm trạng của những người tuổi trẻ trước tình trạng đất nước. Và chúng tôi là những người mà đã nghĩ rằng mình có phương tiện hơn những người bạn, họ không có phương tiện về vấn đề diễn tả tâm sự, cho nên chúng tôi đã viết một loạt nhạc về quê hương, về tuổi trẻ và về cuộc chiến thời đó. Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh mà gọi chung là Trịnh Lâm Ngân rất là nhiều. Để lát nữa đây thì chúng ta sẽ lại nói chuyện tiếp về những tác phẩm mà các anh viết. Bây giờ tôi xin phép ngắt lời hai anh để giới thiệu tới quý vị nhạc phẩm Một Lần Giang Dở của nhạc sĩ Nhật Ngân. Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Diễm Hạnh. Đắng cay thôi, coi như mình đã già thôi nhé anh
chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là rất duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như trước khi mà chúng tôi đặt một số câu hỏi với nhạc sĩ Nhật Ngân đây, chúng tôi lại phải có một cái tâm sự nhỏ như này này. Anh Nhật Ngân có một cái đặc biệt là ba anh là người Huế, có phải không anh? À, ba anh là người Bắc chứ. Ba anh là người Bắc, mẹ anh là người Huế, mà vợ anh là người Nam. Thế thành thử ra anh, bạn bè thân thì gọi anh là chè ba màu. Thì anh ấy có một cái khổ là như vậy này. Anh ở gần ai mà nói tiếng gì thì anh nói theo. Thí dụ như bây giờ anh đứng gần tôi, cô Kỳ Duyên nghe tiếng Bắc, thế là anh nói tiếng Bắc. Nhưng mà dĩ nhiên á, cái người mà ảnh hưởng cực mạnh đối với anh mà lúc nào anh cũng phải nói là tiếng Nam, bởi vì bà xã anh người Nam. À, thưa quý vị, cái thuở mà chúng tôi còn nhỏ lắm, mới mười mấy tuổi gì đó đại khái, thì chúng tôi nghe lần đầu tiên một cái bài gọi là Tôi đưa em sang sông. Thì phải thú thực là tôi cảm động lắm, là bởi trong đó nó có những, chẳng những là cái giai điệu nó đã hay, mà cái lời. Mà thưa quý vị, là tuổi trẻ chúng tôi lớn lên 18, 19, 20, có mấy người mà không yêu, có mấy người mà không một lần thất tình đưa người ta sang sông, hay là đứng nhìn người ta sang sông, mà nhỏ lệ thì đúng hơn là đưa. Thì chẳng những là quý vị nhớ rằng là cái lời sợ bến đất lấm gót chân, cái lời nó quá hay lúc đó đối với tôi. Mà quý vị nhớ trong cuốn 63 có một bà có trích cái câu nhạc đó là của anh Nhật Ngân trong bài Tôi đem sang sông. Bà ấy hỏi tôi là ủa tại sao đàn ông có ông kỳ vậy? Chưa lấy được chúng tôi ấy, thì làm thơ lời, làm nhạc lời hay lắm, sợ bến đất lấm gót chân. Lấy về rồi thì cứ đánh gần chết là không hiểu làm sao. Thì bây giờ bất cứ một nhạc sĩ nào, một nhà văn, một họa sĩ, một thi sĩ, cái bước khởi đầu có thể là nó may mắn, nó trơn tru, có thể là nó gian nan, nó vất vả. Thì thưa anh, nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông của anh viết năm anh bao nhiêu tuổi, và anh làm thế nào để phổ biến đến tất cả mọi người thời bấy giờ, thưa anh Nhật Ngân? Dạ thưa anh Ngạn và quý vị, tôi sáng tác cái bài Tôi đem sang sông khoảng năm tôi 19 tuổi. Cái thời gian đó thì còn rất trẻ, và sau khi đã có một cái cuộc tình không may. Và ở miền Trung á, thì quý vị biết là khi đó tôi ở miền Trung, thì quý vị biết là ở miền Trung thì gia đình nào cũng đòi hỏi một cái người mà làm rể nhà mình là phải bảo đảm, là phải có tương lai rõ ràng. Trong khi cái thời đó tôi mới 19 tuổi á, thì thấy mù mờ lắm, tối ngày đàn ca sướng hát không à. Anh ạ, không phải miền Trung, miền nào cũng đòi con rể giàu anh ạ, chứ không phải miền Trung đâu.
Và cái kết quả là người yêu tôi đã đi lấy chồng. Và quý vị đã thấy là tôi có được cái ca khúc Tôi Đưa Em Sang Sông. Anh, như vậy là gì? Anh có thực sự đưa một người sang sông? Dạ vâng. Thưa anh, thế thì về sau này anh có gặp lại cái người anh đưa sang sông không? À, có đôi lần gặp. Thì khi anh gặp lại cái người mà anh đưa anh sang sông đó mà không lấy anh đó, thì khi anh gặp lại anh mừng là bà ấy không lấy anh hay là anh buồn ấy? Thì thật sự là trong cái tuổi trẻ của mình, trong cái vẻ đầu tiên của đầu đời mình, thì mình nhìn thấy cái hình ảnh đó rất là nên thơ. Thế nhưng mà cách đây chừng độ đôi ba năm tôi có gặp lại thì mừng thì quá. Thật sự là nếu tôi nghĩ là giá dụ mình đừng gặp thì cái hình ảnh đẹp đó còn mãi trong đầu tôi. Bây giờ khoan mình anh, cũng anh, già anh, quá rồi khoan. Và người yêu cũ của mình cũng quá già rồi. Anh ạ anh gặp lại thì anh bảo giá mình đừng gặp thì cái hình ảnh nó đẹp hơn. Nhưng mà biết đâu cái bà ấy lại bảo giá tôi đừng gặp lại ông này thì nó đỡ biết bao nhiêu. Có thể. Vâng, thành từ cha. Vâng, nhưng mà dù sao đi nữa anh đã gặp một người tình để hôm nay quý khán thính giả khắp nơi có được một nhạc phẩm rất hay. Thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm đầu tay của Nhật Ngân, Tôi Đưa Em Sang Sông, qua phần trình diễn của nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Mưa rơi âm thầm để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần, sờ bên đất lấm gót chân, sờ bên gió buốt trái tim. Nếu tôi đừng đưa em thì chắc đôi mình không quên, đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn. Thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời, mà đời em là cánh hoa thì bao người ước mơ đưa đón trông chờ. Bằng xe hoa thay con thuyền, giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác phao vướng gót chân, gót chân ngày xa xưa, sợ lắm trong bùn khi mưa, nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa. Đón
hoa thay con thuyền. Giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác pháo vương gót chân ngày xa xưa. Sợ lắm trong bùn khi mưa, nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa. Gót chân ngày xa xưa, sợ lắm trong bùn khi mưa, nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa. Hồi này anh Ngạn nói mà ai mà nói tiếng Bắc thì anh nói theo, nói tiếng Nam anh nói theo, em thử nói tiếng Huế có anh có nói theo không? Dạ kính thưa quý vị là cái thời tôi đi học á thì có một số bạn tôi nó nói là mỗi lần tôi nghe tôi nói giọng khác, không nói giọng mà người Huế đó, thì tôi nói mày đừng có giả giọng người khác. Thì thật sự là tôi nói tiếng Huế rất là đúng. Và có nhiều người bạn thân của tôi, người mà người Huế đó, họ nói là bây giờ sao mày không nói lại tiếng Huế đi. Thì bây giờ sẵn có Quỳ Duyên hỏi đôi câu thì tôi cũng xin nói vài câu tiếng Huế. Dạ. Và xin kính chào quý vị. Em nói đùa thôi chứ em chỉ nói được một hai câu tiếng Huế thôi. Nhưng mà em muốn hỏi anh là cái nhạc phẩm vừa rồi Tôi Đưa Em Sang Sông là nhạc phẩm đầu tay của anh, viết về một cuộc tình đầu của anh. Thì nhạc phẩm kế tiếp đây là Hương Tình Muộn. Thì nghe cái tựa đề thôi thì em tò mò không biết rằng, thứ nhất là không biết rằng anh dám trả lời thật không, tại vì có chị ngồi trong khán giả, là anh có thuộc cái trường phái của anh Ngạn hay không. Mẹ muốn hỏi thật là cái nhạc phẩm Hương Tình Muộn có phải là anh viết về một cái cuộc tình mới nhất hoặc là muộn nhất của anh hay không? Thưa Kỳ Duyên cũng như là thưa quý vị, để nói tiếp cái Tôi Đưa Em Sang Sông, thì cái thời đó Tôi Đưa Em Sang Sông khi mà ở miền Trung á thì rất là khó lăng xê nhạc, thì tôi mới gửi cái bài đó vào Sài Gòn nhờ một số nhạc sĩ nổi tiếng ở trong Sài Gòn lăng xê bài đó. Thì khi vào tới Sài Gòn thì họ nói cái lời quá ủy mị đi, thì phải sửa lại chút đỉnh, tất nhiên là phải cho ý quân đội vào hoặc là cái gì vào thì mới được xuất bản. Và quý vị thấy là rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là chiến binh. Thì thật sự khi đó tụi tôi mới có 19 tuổi, làm sao là chiến binh được. Hồi đó cái lời nguyên văn của tôi là rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là cánh mây trôi bốn phương trời. Mà bây giờ để trở lại cái câu hỏi và Hương Tình Muộn, thì thưa quý vị, Hương Tình Muộn là một cái bài thơ của một nữ thi sĩ gửi đến tôi. Và đó là cái bài Hương Tình Muộn, và tôi đã soạn thành ca khúc. Hôm nay đây là cái tâm sự của cái thi sĩ đó chứ không phải của tôi, cho nên cô Kỳ Duyên mà muốn đưa tôi vào bẫy cũng cũng là hơi khó. Dạ vâng. Vậy sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hương Tình Muộn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Bên nhau một ngày
xót vài cái điểm nhỏ nhỏ mà anh Nhật Ngân anh ấy định nói với quý vị, anh định thưa với quý vị, nhưng mà có lẽ là tại vì đứng gần cô Kỳ Duyên thì anh hồi hộp quá, thành thực ra anh ấy cứ định nói rồi anh lại quên, mặc dù đã nhẩm sẵn rồi. Là thưa quý vị, bản Tôi Đi Em Sang Sông, tác phẩm đầu tay của anh ấy, như nói là đưa vào Sài Gòn nó khó xuất bản, thành thử ra anh ấy ký chung với một nhạc sĩ đã có tên, đó là nhạc sĩ Y Vũ, em của nhạc sĩ Y Vân. Đó là cái quên thứ nhất mà tôi xin phép anh để nói dùm. Cái quên thứ hai là cô Kỳ Duyên cối gài là cái bài Hương Tình Muộn. Có phải là cái cuộc tình muộn của anh hay không? Thì anh cũng nói thật, đó là một của một nữ thi sĩ mà gửi đến cho anh ấy. Nhưng mà tôi đoán rằng là anh ấy, hoặc là một lý do nào đó, hoặc anh quên thật, hoặc anh ấy không có muốn nhắc đến, vì hôm nay có chị ngồi đây. Thành thử ra chúng tôi cũng xin thay anh ấy để nhắc mà cũng không có sợ hãi gì cả. Thì người nữ thi sĩ đó tên là Hương Thảo đã viết bài Hương Tình Muộn và anh Nhật Ngân đã phổ nhạc. Nhưng mà quên, nhân nói chuyện quên thì tôi mới sực nhớ câu chuyện này. Hôm nay tôi đọc trong này có cái ông kia. Thì buổi tối hôm đó đó, ông ăn cơm với bà xã, ông đi làm về, ông đi ăn cơm thì ông ngồi ông cứ băn khoăn mãi. Ông cứ nói rõ ràng lúc nãy tan sở anh định là tối nay anh sẽ làm cái gì mà bây giờ nó không nhớ được. Rồi cái tính ông thì ông hay quên, mà ông cứ lo âu mãi thì ăn xong rồi coi tivi ông cứ đập vỗ chán mãi, mà rõ ràng là hồi tối định làm cái gì đây mà không nhớ nó là cái gì. Rồi buổi tối hai vợ chồng đi ngủ,
ngủ đến 12 giờ đêm thì ông vẫn thức, là vì ông định làm cái gì đó mà ông không nhớ ra. Đến bà vợ bà ấy ngủ được một giấc, đến 2 giờ sáng bà choàng dậy thì vẫn còn thấy ông ấy nằm thở dài đó. Thì bà sai không ngủ đi, ông bảo không, anh nhớ rõ là tối nay anh định làm cái gì đấy mà không nhớ. Thì một lúc sau thì ông à lên, bảo ông sực nhớ ra, ông đánh thức vợ, ông bảo anh nhớ ra rồi, tối nay lúc tan sở anh định là tối nay anh sẽ đi ngủ sớm. Anh à, có một điều nữa mà lúc nãy mà em đã bàn với lại nhạc sĩ Nhật Ngân, nhưng mà không biết tại sao nhạc sĩ không có nói ra. Tại vì em hỏi nhạc sĩ là đối với lại Tôi Đưa Em Sang Sông là cho là tình cuộc đầu. Tình đầu, và nếu mà Hương Tình Muộn là tình ví dụ, có là cuộc tình cuối, thì nhạc sĩ nghĩ là cái cuộc tình nào nó đáng giá hơn, tình yêu đầu tiên hay là tình yêu cuối cùng? Thì anh Nhật Ngân không có trả lời thẳng, nhưng mà anh nói với Kỳ Duyên là như vậy. Không biết quý vị nghĩ là sao? Thì anh nói rằng là cái cuộc tình đầu của mình nó như là một trang giấy trắng, quả tim của mình như một trang giấy trắng. Thành ra người yêu viết lên làm sao cũng được, có thể viết chữ xấu hay là viết, nhưng mà có rất nhiều chỗ để viết lên. Nhưng mà mình càng yêu nhiều thì nó lại càng ít chỗ, và nó lại càng hết chỗ viết. Thành ra qua câu trả lời đó thì em cũng không biết là cái nào là quý giá hơn. Anh nghĩ sao? Nếu mà nó hết thì lấy tờ giấy khác viết vào cô. Nối thêm một tờ nữa. Vâng, thưa quý vị, để nối tiếp với dòng nhạc của Trịnh Lâm Ngân, chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị nhạc phẩm Thư Xuân Trên Rừng Cao với một tiếng hát của nam ca sĩ mới đến với Paris By Night. Thưa quý vị, nam ca sĩ Quang Lê. Xuân lên đây thăm tôi, nơi xa xôi khuất nẻo thương người, núi rừng mịt mù sương. Mời em một lần rời xa nơi đang yên vui, lên đây thăm linh ngọt bụi sớ chia. Thành phố xuân về vui rộn vui, chân người chen chân lụa la khoe, sợ rằng đồn xa này chẳng ai thăm. Ê tết lại không rượu mềm môi, không bánh không chẳng hát dưa, chắc lại mừng xuân bằng phần lương khô, đón giao thừa bằng đèn hoa châu rơi. Mời ăn mời chị, mời em lên đây thăm tôi, thư xuân đi tính đã bao ngày, biết nhìn mai nở vàng lòng tôi sao nghe chơi vơi. Xuân ơi xuân nếu chẳng vui gì, hãy đừng tìm đến. Xuân về vui rộn vui, chân người chen chân lụa la khoe, sợ rằng đồn xa
chẳng ai thăm. Ê Tết lại không rượu mềm môi, không bánh không trà, chẳng hạt dưa, chắc lại mừng xuân bằng phần lương khô, đón giao thừa bằng đèn hoa châu rơi. Mời anh mời chị, mời em lên đây thăm tôi. Thư xuân đi tính đã bao ngày, biết người nhận được chưa? Nhìn mai nở vàng, lòng tôi sao nghe chơi vơi. Xuân ơi xuân, nếu chẳng vui gì, hãy đừng, đừng tìm đến chi. Nhìn mai nở vàng, lòng tôi sao nghe chơi vơi. Xuân ơi xuân, nếu chẳng vui gì, hãy đừng. Vâng, thưa quý vị, khi xuân trên rừng cao, rồi xuân này con không về, rồi mùa xuân của mẹ. Đó là một loạt những bài tình ca thời chiến mà thưa quý vị, lúc nãy quý vị đã nghe những lời tâm sự thật sâu trong đáy lòng của hai nhạc sĩ Trần Trịnh và Nhật Ngân, là những người không phải là những người ở hậu phương viết cho lính, mà là chính là những người lính viết cho mình và cho đồng đội của mình. Nhất là cái ngày thiêng liêng là ngày xuân, trên bước đường hành quân mà nhìn thấy hoa đào hoa mai nở là biết đó là cái mùa đoàn tụ. Cho nên là khi xa nhà, luôn luôn người con nhớ mẹ. Vâng, thưa quý vị, đừng nói gì ở Việt Nam, ở ngay ở ngoại quốc, ở Mỹ hay là khắp nơi, thì ngày Noel hoặc là mỗi một cái nước nào, cái dân tộc nào cũng có một cái ngày đặc biệt mà là gọi cái ngày đoàn tụ của gia đình. Chúng ta nhiều khi ở xa gia đình nhưng mà có một cái ngày đặc biệt đó, ngày lễ Noel hay là ngày Tết đối với Việt Nam mình, thì con cái và con cháu đều bay trở về để gặp bố mẹ, gặp ông bà. Và nhiều khi bố mẹ hay ông bà chỉ chờ có một ngày đó cũng đủ cảm thấy ấm lòng, cảm thấy gia đình đoàn tụ rồi cả năm xa cách con cái. Thì anh rất kỳ duyên nghĩ rằng đối với những người mẹ Việt Nam thì cái sự mong mỏi đó chắc hẳn còn phải hơn nữa. Tại vì nếu mà có một người con đi chinh chiến thì chưa chắc gì có bao giờ có ngày gặp lại. Thưa quý vị, nhạc phẩm Mùa Xuân của Mẹ trước đây đã được rất nhiều những ca sĩ thâu âm. Nhưng đặc biệt lần này người nữ ca sĩ này thâu âm nhạc phẩm này với một âm hưởng của miền Trung, thành ra tạo cho nhạc phẩm một sắc thái rất là mới lạ. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mùa Xuân của Mẹ của Trịnh Lâm Ngân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Thank you.
Thưa hai anh, tôi đang rất là xúc động về bản nhạc Mùa Xuân Của Mẹ mà Ngọc Hạ mới gửi tới quý vị. Thưa anh, đã đành rằng cái sự kết hợp của hai anh thì đã đem đến cho nền văn nghệ những nhạc phẩm rất là tuyệt vời như là quý vị đang thưởng thức đây. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi riêng cái này trước khi mình lại nói chuyện văn nghệ. Thế trong cái lúc làm việc ấy, có lần nào mà hai anh cãi nhau kịch liệt mà không nhìn mặt nhau không? Có chứ, đánh nhau nữa là khác. Cũng không đến nỗi là như vậy. Thế nhưng mà trong khi mà soạn nhạc chung với nhau đó, thì cũng có nhiều cái bất đồng lắm. Thế nhưng mà cuối cùng thì khi nào mà găng quá thì tụi tôi bỏ cái bài đó qua bên, rồi sáng tác bài mới khác. Rồi sau khi yên ổn rồi lại trở lại sáng tác cái bài mà vừa rắc rối đó. Thế thường thường mà cãi nhau như vậy thì ai phải làm hòa trước anh? Thì quý vị biết là tôi trẻ hơn và tôi xề xòa vui vẻ hơn anh Trịnh chút đỉnh, cho nên thường thường cái người mà làm hòa là tôi. Anh đúng không anh? Có cãi lộn, có gây lộn, rồi kết quả nó mới được thật là tốt. Vậy thì cũng nên cãi lộn và gây lộn hoài. Vâng, thưa anh Trần Trịnh, anh bị kẹt lại tới 20 năm vâng. mới sang đây, rồi hai anh mới lại gặp nhau. Thế thì gần đây khi mà đã hai người đã coi như là một hai người bạn coi như là tri kỷ rồi, hay là đúng là tri âm, vâng. hiểu tiếng của nhau bây giờ gặp lại, thì các anh có sáng tác được thêm những bài nào chung mới đây hay không? Dạ, cũng có vài bài, đặc biệt nhất là bài Chiều Qua Phà Hậu Giang. Vâng, xin mời anh tiếp lời anh Trần Trịnh cho biết qua về cái bài đó, thưa anh Nhật Ngân. Dạ, kính thưa quý vị, là cái bài Chiều Qua Phà Hậu Giang thì tôi mới viết chung với anh Trần Trịnh trong khoảng thời gian trong năm vừa qua. Thì thưa quý vị, nhân một chuyến về Việt Nam có công việc nhà, tôi trên đường về miền Tây, đó là quê vợ tôi. Thì khi xe đò tới phà Bình Minh cũ, bây giờ họ gọi là phà Hậu Giang, thì khi tôi chờ phà qua, buổi chiều đó mưa bay bay, thì tôi ngồi trong quán đó, tôi nghe một cái người thương phế binh mặc áo tra di bạc màu mà ngồi ở ngoài hàng hiên đó hát, ôm đàn hát. Cái lối hát của anh rất là xúc động, và cách đệm đàn của anh tôi nghĩ là không phải một người hát dạo bình thường đâu. Anh đệm rất là khá, rất là sạch sẽ. Mà cái điều làm cho tôi thật xúc động là anh hát cái bài Xuân Này Con Không Về. Khi tôi nghe cái bài đó, tự nhiên tôi không chịu nổi nữa, tôi ra nói chuyện với anh. Thì khi tôi vừa ra tới nơi thì tôi bỗng nhiên tôi nhận ra cái người hát bài đó đó là một người bạn học cũ của tôi. Anh học chung với tôi từ cái thời trung học, rồi anh đi võ bị Đà Lạt đâu chừng một năm thì anh bị thương ở chiến trường và anh gãy một chân và được giải ngũ từ đó. Thì sau khi mà tôi nói chuyện với anh thì tôi suy nghĩ có nhiều cái rất là ngậm ngùi cho những người lính không may đã hiến thân, hiến một phần thân thể của mình trên chiến trường nhưng mà cuối cùng không được đền bù gì cả. Thì đây cũng là một cái ý chánh tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng nghiệp của mình, các bạn đồng ngũ của mình, xin hãy nghĩ về những người bạn không may đang còn kẹt lại trong nước. Khi tôi về tới đây thì tôi bàn với Trần Trịnh mình phải viết một ca khúc về lính, tại vì từ xưa tới nay mình đã viết rất nhiều ca khúc về đời quân đội của mình, thì bây giờ tụi mình phải viết một ca khúc nói lên cái ẩn ức, mà cái mà rất là nhiều người không ai nói tới. Thì sau khi bàn soạn đi tìm melody thì Trần Trịnh mới nói với tôi là cậu gặp cái người đó ở bến phà Hậu Giang thì tụi mình phải tìm một cái dòng nhạc Nam Bộ để viết cho cái ca khúc này. Và tụi tôi thấy rất là hợp lý, tôi thấy rất là hợp lý cái trong cái đề nghị của anh Trần Trịnh. Và chúng tôi đã hoàn thành ca khúc Chiều Qua Phà Hậu Giang bằng cái dòng nhạc dân ca Nam Bộ. Và khi hoàn thành xong ca khúc thì tôi với Trần Trịnh cùng đều đồng ý là cái dòng nhạc này thì chỉ có một cái giọng ca mà
hát Nam Bộ rất là chân chất mà không có màu mè gì nhiều, nhưng mà đầy xúc động. Đó là tiếng hát Phi Nhung. Mà kính thưa quý vị, Phi Nhung cũng là một người tôi không dám nhận là thầy của Phi Nhung, nhưng là Phi Nhung cũng là một người tôi hướng dẫn đầu tiên. Khi Phi Nhung đặt chân tới Mỹ, cái nốt nhạc đầu tiên mà Phi Nhung hát là do tôi hướng dẫn. Và cô Phi Nhung này thì thưa quý vị biết, bây giờ là đã quá nổi tiếng. Cô là một cô học trò rất cứng đầu, và khi nào mà khó khăn nhất, nghĩa là khi nào mà hát không được cái bài gì đó thì mới kiếm tôi. Còn những bài nào mà cô hát được thì không kiếm. Nhưng mà bài này cô đã chịu ngồi xuống để tôi tập cho cô hát rất là đàng hoàng. Và tôi chắc là quý vị sẽ hài lòng với Phi Nhung trong ca khúc Chiều Qua Phà Hậu Giang sắp tới đây. Vâng, kính thưa quý vị, kỷ niệm đầy xúc động của Trịnh Lâm Ngân với tác phẩm Chiều Qua Phà Hậu Giang. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Phi Nhung.
giờ con là ai chi Một trong những nhạc phẩm được coi là phổ thông nhất của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân là một bài viết về tâm sự của người lính phải lựa chọn giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu đất nước. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Người tình và quê hương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Huyền. Lại
Anh ạ, tôi mời anh ra đứng một mình ở đây để anh nói một chút anh. Dạ. Anh nói nhiều chút nhé. Vâng. Tôi cứ mang tiếng là nói nhiều quá. Và thưa quý vị, là nhạc sĩ Trần Trị, ông dặn tôi là nếu phỏng vấn ông á thì nên đặt những cái câu hỏi mà tiếng Anh nó gọi là yes or no, tức là we or no. Thí dụ như là tôi hỏi là anh Trần Trịnh 65 tuổi đúng không? Thì anh nói đúng. Thế thôi chứ anh không có nói thêm cái gì cả. Đúng. Lần này anh nói thêm chút xíu không anh? Dạ. Đừng nói ít quá. Thưa quý vị, nhạc sĩ Trần Trịnh thì lúc nãy chúng tôi có giới thiệu qua. Tức là anh học tabe từ nhỏ, anh học hết bậc trung học, mà có thể là vì tiếng Pháp anh quá giỏi, mà tiếng Việt anh ít có cái trường hợp anh nghiên cứu. Thành thử ra anh sáng tác cũng ít, mà có một cái đặc biệt là nhạc sĩ Trần Trịnh có gặp được một friend ở trường Tabe là tiến sĩ âm nhạc dạy cho anh về âm nhạc, có phải không anh, từ thời trung học? Vâng. Anh cứ vâng không, anh nói thêm cho tôi một tí gì chứ. Anh cứ vâng không, tôi ngượng quá. Thí dụ như bây giờ vị thầy của anh tên là gì chẳng hạn? Dạ. Thưa quý vị, ông thầy tôi là một ông friend, tức là một ông thầy dòng ở trường Tabe. Mà ngày xưa tôi học Tabe thì tôi rất là muốn học ông ấy, nhưng mà lại không có dịp để học. Bởi vì bố mẹ tôi không cho tôi học nhạc. Thành thử ra đi học về, giờ lại đi học xong là đi về, đi ngang cái chỗ lớp nhạc của ông dạy, thích lắm. Xong mới hỏi ra tên ông là Remy, Frère Remy. Và tên thật của ông là Trịnh Văn Phước. Và từ đó đổ đi tôi cứ là Trịnh Văn Phước mà tôi để trong lòng tôi. Rồi tôi lên tới đại học, rồi tôi đi quân dịch 1957, tôi đi khóa quân dịch đầu tiên, khóa Ngô Đình Diệm. Cho đến một năm sau thì tôi giải ngũ, tôi mới trở lại trường Tabe, tôi tìm thầy tôi học nhạc. Và cũng thưa xin với quý vị rằng tôi chưa học thầy tôi một ngày nào, mà tôi đã mong muốn được học thầy tôi. Cho nên khi tôi đặt nhạc, tôi lấy tên là Trần Trịnh, Trần là họ tôi, mà Trịnh là thầy của tôi. Thưa anh, tôi xin ngoài đề một chút. Là mùa đông vừa rồi thì tôi có dịp qua trình diễn ở bên Úc. Thì tôi mới có dịp gặp lần đầu tiên nhạc sĩ Xuân Tiên. Chắc chắn là quý vị cũng biết nhạc sĩ Xuân Tiên là thế hệ của nhạc sĩ Phạm Duy, tức là trên 80 giờ phòng anh nhỉ? Vâng. Thì Về Dưới Mái Nhà, tác phẩm nổi tiếng. Rồi Khúc Hát Ân Tình, mà chúng ta vẫn thường biết là Tình Bắc Duyên Nam đấy. Thì tôi mới hỏi là thưa anh, dĩ nhiên nhạc sĩ Xuân Tiên thì lớn hơn tôi nhiều tuổi lắm, nhưng mà trong đại gia đình văn nghệ thì vẫn cứ kêu bằng anh em thôi. Thì tôi bảo thưa anh, hôm nay khi tuổi đã bước lên 80, anh nhìn lại những cái hoạt động văn nghệ của anh thì anh có lấy làm tiếc cái điều gì hay không? Thì nhạc sĩ Xuân Tiên mới trả lời tôi rằng là tôi có một điều tiếc chứ. Cái tiếc là tôi cứ mê đàn quá, tức là bắt đầu thì tôi thổi kèn, rồi tôi bắt đầu tôi học chơi tất cả mọi thứ nhạc khí Tây Phương sang tới nhạc dân tộc. Tổng cộng là tôi có thể đánh đàn được 17 thứ nhạc cụ khác nhau. Thì trong cái lúc mà say mê như vậy, lúc nào mình cũng tự hào, mình bảo là bây giờ mình làm sếp orchestra, mình làm trưởng ban nhạc, thì ai mà không đàn cái gì đó bệnh hoặc là dỗi không chịu đàn thì mình nhảy xuống mình đàn. Bởi thế cho nên là say mê mà chơi nhạc khí quá đến độ mà quên sáng tác. Để bây giờ tuổi xế bóng thì nhìn lại thấy mình có ít tác phẩm quá. Chứ bây giờ trường hợp... Vâng, tôi cũng vậy. Vâng, trường hợp của anh cũng vậy. Nhưng mà vâng thì tôi nhớ là năm 54 anh đã viết Cung Đàn Môn Điệu. Cung Đàn Môn Điệu, rồi 55 và Chuyến Xe Về Nam. Vâng, Chuyến Xe Về Nam. Thế rồi tại sao mà bẵng đi cả hơn 10 năm anh không chịu sáng tác thưa anh? Đấy, học nhạc đấy, và đi đàn ở phòng trà, ở vũ trường, là cũng giống như ông Xuân Tiên đó, thích đàn lắm. Và nhất là cái nhạc jazz với đòi hỏi thời gian tập luyện thật là lâu, mà không ngờ nó tới 10 năm. Vâng, đấy. Không ngờ tới 10 năm. Vâng, vâng thưa quý vị, nhạc sĩ Trần Trịnh là người chuyên đệm dương cầm, lúc ban đầu là pianist, về sau thì trở thành nhạc trưởng, điều khiển dàn nhạc Đại Hòa Tấu cũng như là Đại Hợp Đống Sướng. Đa. Đống Đa, vâng, cũng như là Đại Hợp Sướng. Nhưng mà thưa quý vị, nói thế không phải là nhạc sĩ Trần Trịnh không có những tác phẩm nổi tiếng viết riêng. Và khi mà nói là một nhạc trưởng cũng như là một nhạc sĩ dương cầm, thì có lẽ chúng tôi phải mời quý vị thưởng thức ngay ngón đàn của chính nhạc sĩ Trần Trịnh piano, kèm theo với một tiếng hát mà đã lâu lắm hai thầy trò mới gặp lại. Thưa quý vị, Lệ Đá của Trần Trịnh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly.
Thưa quý vị và các anh chị, ngày xưa thì tôi được chọn để hát nhạc phẩm Lệ Đá trong một cuốn phim mang cùng tên. Và ngày hôm nay thì tôi lại được chính tác giả đệm đàn cho tôi hát. Đây là một cái hân hạnh mà tôi không bao giờ tưởng tượng được là sẽ có, sẽ xảy ra. Cho nên trước hết xin phép quý vị cho tôi được cảm ơn tác giả ông Trần Trịnh. Xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã tạo cái cơ hội để anh em chúng tôi mấy chục năm mới được gặp nhau. Xin cảm ơn. Đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ai ẩn bây giờ là nước mắt cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Một trời luyến tiếc nhớ môi em và màu mắt biếc, suối hẹn hò trắng xanh đầu non. Lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, suối hẹn hò trắng xanh đâu.
chắc quý vị cũng đồng ý với Kỳ Duyên là một người nhạc sĩ khi mà ngồi lên cây đàn thì không bao giờ thấy già cả, nhất là những ngón tay của chú vẫn lướt rất nhẹ trên phím đàn. Bữa nào cháu mong được nghe chú đánh nhạc. Đừng gọi anh bằng chú. Đã bảo người ta không già sao lại gọi là chú. Nếu như vậy thì trước kia tiếp tục chương trình, em xin gửi lại anh cái gậy để anh chống rồi em sẽ hỏi tiếp. Vâng ạ, đúng vậy thì nếu chú cho phép thì cháu cũng xin gọi bằng gọi bằng anh mà xưng cháu hả chú, hay là anh đã lỡ gọi anh thì xưng em luôn cho rồi nhá. Thế nào cũng được, thế nào cũng được. Vậy thì thưa anh. Nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Tiếng Hát Nửa Vời. Thì ở trong đó có một câu nhạc một câu tiếng ngoại quốc. Vâng, thì, tiếng Ý ạ. À, vâng. Vậy thì Ora e sempre. Ora e sempre. Thưa, câu đó có nghĩa là gì ạ? Và tại sao anh lại để cái câu đó trong nhạc phẩm này? Có nghĩa là from now on. Vâng. Có nghĩa là maintenant et toujours. Có nghĩa là bắt đầu từ giờ này cho đến mãi 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 nghìn sau. Dạ vâng. Và trong khi đó hồi nhỏ tôi học Anh văn đó, dạ, thì tiếng Anh có dùng cái chữ đó là, gọi là tiếng quốc tế rồi. Dạ vâng. Tôi nói ví dụ như này nhé, tiếng Việt Nam đi, ông tài xế có người gọi là chauffeur gì. Dạ vâng. Mà chauffeur thì đâu phải là tiếng Việt Nam. Dạ vâng. Thế ông tài xế, ông chauffeur, ông ve cái xe, ve cũng đâu phải tiếng Việt Nam. Dạ. Thế ở đằng sau cái xe có một ông lơ mà có người gọi là S. Dạ. S cũng đâu phải tiếng Việt Nam. Dạ. Thế ông chauffeur, ông ve cái xe, rồi có một ông S, ông nói tốp, 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 tốp cũng đâu phải tiếng Việt Nam. Rồi. Thế thì tại sao tôi không thể dùng cái chữ đó? Dạ vâng. Okay. Dạ vâng. Vậy thì sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Hát Nửa Vời qua giọng hát của nữ ca sĩ Thanh Hà. Gió tung vào để vòng tay thêm thiết tha.
chợt vút lên cao. Oprah is sun bright. Ân tình là trời mây. Vội quay gót đi nhanh, mình đứng im nghe ngậm ngùi. Mãi mãi nghìn đời, mình còn thương nhớ nhau không? Thì cũng xa nhau thật rồi. Ngày vui trong qua, thành ra lắm khi bao sao không nói đi, cũng bao lần chỉ cười mà không nói chi. Phố vắng rồi ngại bước đi thêm, đưa nhau về để lại đằng sau trời tia. Bỗng một ngày mình dìu nhau đi ra cả những tác phẩm của nhạc sĩ Nhật Ngân thì quá nhiều, chúng tôi không thể nào gói ghém cho một chương trình. Nhưng trước đây Trung tâm Thúy Nga cũng có thực hiện rất nhiều những tác phẩm của nhạc sĩ Nhật Ngân. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị theo dõi trên màn ảnh một phần trích đoạn của những nhạc phẩm mà Trung tâm Thúy Nga đã thực hiện trước đây. Một mái qua cơn mê, cuộc đời bênh bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình giông trời. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi, tuổi xuân đâu có bao. Nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Em về gom lại thư anh, cả ngàn trang giấy mộng xanh, gom cả
đem ra đốt thành cho tàn. Cho người xưa khỏi phân vân khi nhìn mưa gió bên thềm vắng, khi mùa đông lạnh lùng sang em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc đưa, nhìn em tay nâng ly rượu môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng, em hỡi em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Trong cái phần trích đoạn quý vị vừa coi vừa rồi thì nhạc phẩm Qua Cơn Mê là của Trung, hai nhạc sĩ Trần Trịnh và Nhật Ngân dưới tên là Trịnh Lâm Ngân. Còn những tác phẩm khác thì là của riêng nhạc sĩ Nhật Ngân. Mà tôi thì tôi ngồi đây tôi cảm động rớt nước mắt là bởi vì cái thời gian nó trôi quá nhanh. Tôi nhìn lại thì ít khi mà tôi thấy Nguyễn Hưng mà đóng vai hoàng tử trông giống vua Càn Long quá. Còn tôi cũng nhớ lại là trong cuốn 20, quý vị biết là hồi đó tôi da tôi nó trắng trẻo lắm. Sau khi mà Thúy Nga cho tôi làm chung với Chế Linh một cuốn thì nó đen hẳn đi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi giới thiệu một nhạc phẩm khác của nhạc sĩ Nhật Ngân có tựa đề là Nỗi Buồn Con Gái. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Tú Quyên. We'll be right back.
Thưa quý vị, thường thường chúng ta nghe nhạc, tôi nghĩ là về sau này có những chương trình video như thế này, hoặc là có những chương trình truyền hình, thì khán thính giả mới có cái cơ hội để hiểu rõ thêm về nội dung của bản nhạc cũng như cái hoàn cảnh sáng tác. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta được gặp nhạc sĩ Trần Trịnh, nhạc sĩ Nhật Ngân và lát nữa đây là nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Chúng ta thấu hiểu được tại sao có những cái dòng nhạc như vậy. Thì thưa anh, nối tiếp với những chủ đề về người lính trong cái thời chiến, thì khoảng đầu năm, đầu thập niên 70, chúng tôi thấy có một số nhạc phẩm của anh có một cái khúc rẽ rõ ràng, hình như nó biểu lộ một cái niềm hy vọng mới lúc đó, thưa anh, có phải không ạ? Thưa anh Ngạn cùng quý vị, cái thời năm 1973 thì khi hòa đàm Ba Lê ký thì mọi người đều nghĩ rằng là hòa bình sẽ đến. Thì cũng với cái niềm phấn khởi đó, tôi viết một loạt những ca khúc chung với anh Trần Trịnh cũng như của riêng tôi. Khi viết chung với anh Trần Trịnh thì tôi viết hai ca khúc, đó là Qua Cơn Mê và ca khúc thứ hai là Hát Cho Mai Sau. Còn cái ca khúc tôi viết riêng là Một Mai Giả Từ Vũ Khí và Ngày Đá Đơm Bông. Thì cũng nằm trong cái chiều hướng là mình rất là phấn khởi, mình rất là xúc động khi thấy cuộc chiến đã tàn và mình sẽ tìm về được với gia đình, với quê hương, và mình sẽ được tiếp nối tất cả những cái gì mình đã bị dang dở vì cuộc đời quân ngũ. Thì chúng tôi nghĩ rằng những ca khúc trong thời gian đó là những ca khúc mang rất nhiều xúc động của riêng tôi. Vâng, thưa anh, không phải xúc động của riêng anh. Lúc đó tôi cũng vẫn trong quân đội, thì một lần được nghe những cái lời tha thiết của anh là giã từ vũ khí để mà trở về cắp sách đi thăm, đến trường học lại, rồi đi thăm bà con bạn bè khắp các nẻo đường đất nước. Thì chính tất cả những người đồng ngũ lúc đó như chúng tôi cũng đều có cái nỗi xúc động giống như anh. Chẳng hạn như lúc đó thì nhà văn Nguyễn Mạnh Côn cũng viết một cuốn sách dày, tựa đề là Hòa Bình Nghĩ Gì Làm Gì. Nhưng mà rồi thì hòa bình không đến. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin quý vị chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ lúc đó vào đầu thập niên 70 của nhạc sĩ Nhật Ngân qua nhạc phẩm Một Mai Giã Từ Vũ Khí với tiếng hát của nam ca sĩ Thế Sơn. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây thép gai răng với lũy hào sâu, lỗ châu mai với những địa lôi đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà súng đàn này khi sạch nở sông núi rồi, anh trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào. Cùng ruộng nương, cùng đàn trâu, với cây đa khóm trúc hàng cau, với con đê có chiếc cầu tre, đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế rau rề. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cau, với miếng trầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn, bạn
anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống. Để có ngày này, có ngày này cho chúng mình. Ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương. Bát cơm rau thắm mối tình quê, có con trâu có nương dâu. Thiên đường này mơ ước bao lâu. Bạn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống. Để có ngày này, có ngày này cho chúng mình. Ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương. Bát cơm rau thắm mối tình quê, có con trâu có nương dâu. Thiên đường này vọng cho một ngày mai thanh bình hậu chiến. Nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân đã viết lên nhạc phẩm Hát cho mai sau. Xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ. Mai tôi đi, tháng năm quê người bao khắc khoải trong lòng. Ai ơi có về quê mẹ, nhớ gửi giùm tôi nỗi lòng người tha phương. Xa xôi cách biệt phương trời, nhắn thăm xóm nghèo với bạn bè thân thiết, thăm đường phố nhỏ với hiệu cà phê quen, có người đẹp lặng vương. Bạn bè giờ đây tháng năm cách biệt ngàn trường, nhớ ngăn núi chặn phương về. Dù đời lênh đênh
sông hồ mòn chân đi khắp chốn, nhưng vẫn nghe một trời thương nhớ quê, lòng vẫn ước xuân nào vui sương vầy. Cuộc đời tựa dòng sông xuôi, nước trôi xa nguồn những nước lại mỏi mòn tháng ngày, sẽ rồi bình minh tiếng cười lại reo vui. Ai đi sẽ lại quay về, phố xưa sẽ đầy những người mình thân thiết. Ta về phố nhỏ ghé hiệu cà phê xưa, bè thật nhiều. Chân đi khắp chốn, nhưng vẫn nghe một trời thương nhớ quê, lòng vẫn ước xuân nào vui sương vầy. Cuộc đời tựa dòng sông xuôi, nước trôi xa muộn những ai quay về, quê hương mỗi mòn tháng ngày, sẽ rồi bình minh tiếng cười lại reo vui. Ai đi sẽ lại quay về, phố xưa sẽ đầy những người mình thân thiết. Ta về phố nhỏ ghé hiệu cà phê xưa, có bạn bè thật thưa quý vị. Từ nãy đến giờ quý vị nghe hai nhạc sĩ nói chuyện, trong đó có nhạc sĩ Trần Trịnh. Ông ít nói lắm, ít nói trên sân khấu thôi, nhưng mà thế mà mình ngồi riêng gợi chuyện thì nhiều khi, tại vì đối với một người 65 tuổi thì quý vị cũng hiểu là nó quá nhiều cái kinh nghiệm, nó quá nhiều cái kỷ niệm mà đôi khi không có ai hỏi thì ông không kể. Nhất là trong cái thời gian ông làm nhạc trưởng, ông có kể một vài câu chuyện vui lắm. Ông bảo cái ông kia, ông ấy có đứa con nó thích học kèn lắm, kèn trompet. Mà quý vị biết kèn trompet thì về mang về nhà mà tập, nghĩa là người mà thổi nhuần nhuyễn trong ban nhạc thì nghe được, chứ còn mang về nhà mà tập thì khó chịu lắm. Thì ông kia, ông có đứa con, ông nó vác cái đàn trompet về, thì ông bảo mày thổi kèn làm sao mà tao ngủ được. Thì thằng con nó bảo không, con chờ bố ngủ con mới thổi. Thì đó là cái kinh nghiệm đầu của anh Trần Trịnh. Cái trường hợp thứ hai là như này này, khi mà anh ấy làm trưởng, anh ấy điều khiển một dàn nhạc đại hòa tấu, thì quý vị biết là trong đó về nguyên về kèn đồng, kèn trompet nó có tới 10 hoặc là 15 người.
Thì một hôm có ông nhạc sĩ trong cái ban nhạc của ông bảo này, ông kêu thằng con bảo hôm nay tao mệt quá, khàn cổ không thổi được, mày vác cái kèn đi mày thổi thay cho bố. Thằng con nó bảo con có thổi kèn bao giờ đâu mà bố bảo con thổi, mà sao mày ngu thế. 10 người đấy, thấy mày thấy nó dơ lên thì mày cũng dơ theo, mà nó hạ xuống thì mày hạ xuống chứ, việc gì mày phải thổi. Thằng con nó cũng nghe lời bố, nó mang cái kèn đi. Cái nơi thì anh Trần Trịnh anh ấy phất tay xuống thì đám kèn đồng không thấy ai dơ lên cả. Hỏi ra thì hóa ra bố, cả 10 ông bố cùng lời hôm sai 10 thằng con đi hết. Và sau đây để tiếp tục chương trình văn nghệ, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình của nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát của nam ca sĩ Duy Quang. Cuộc tình nào rồi cùng đi qua,
một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc. Thưa quý vị, nhạc sĩ Nhật Ngân chẳng những là sáng tác mà ông còn làm một công việc khác rất là quan trọng, tức là ông chuyển dịch nhạc ngoại quốc sang lời Việt, hoặc là bằng lối dịch trực tiếp, hoặc là bằng lối phỏng dịch, hoặc là đặt lời mới. Nhưng mà dù bằng cách nào đi nữa thì đó cũng là cái công sức để mà ông giới thiệu nền âm nhạc quốc tế vào với cộng đồng người Việt chúng ta. Thì từ trước đến nay, trong 20 năm nay, chắc chắn là quý vị đã thưởng thức rất nhiều nhạc phẩm ngoại quốc, lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân, mà trong đó thì Trung tâm Thúy Nga đã từng sử dụng. Bây giờ chúng tôi mời quý vị theo dõi phần trích đoạn một số những nhạc phẩm mà nhạc sĩ Nhật Ngân đã thực hiện lời Việt. Mời quý vị theo dõi trên màn ảnh. Biển vắng mênh mông lang thang mình ta, mây trên cao bay quấn chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Vui thoáng gió cuốn sương khói, còn đây con tim đau không nhạt nhòa. Tình đôi mình bây giờ như mùa đông, chờ cành khô đứng lặng. Tình đôi mình bây giờ như gió trôi giạt không bến bờ. Lý do lang thang ngày đêm về đâu, không kiếp không nhà. Anh giờ đã như mây giật trôi phương nào, em còn mãi nơi đây ngồi ông khi niệm. Ôi cánh mềm đêm nào bước chân đôi ta in hà, sóng đã cùng say dịu thơm ngất ngây cùng nhịp bước cuồng quay lâng lâng men rượu cay nhịp tim đắm say minh hoa khúc tình ca. Xin cho lứa đôi bên nhau sẽ mãi muôn đời gần nhau. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau, hồng vui pháo cười muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta tình nồng hương phơi phới.
Thưa quý vị, theo Kỳ Duyên nghĩ đó, thì một bài nhạc phẩm ngoại quốc dịch hoặc là viết lời Việt có hay hay không là khi mà mình nghe mình không biết nó là một nhạc phẩm ngoại quốc, thì dù là dịch hay là thì cái lời nó cũng phải sắc bén và phải hay, chứ không thôi mình có nhiều bài mình nghe mình biết là họ dịch liền, nhưng mà bài của nhạc sĩ Nhật Ngân thì chính Kỳ Duyên lầm tưởng rất nhiều bài, tưởng là bài original, bài của Việt Nam đấy anh. Và thưa quý vị, cũng trong cái ước vọng hòa bình, nhạc sĩ Nhật Ngân đã sáng tác nhạc phẩm Ngày Đá Đơm Bông. Xin mời quý vị thưởng thức với phần trình diễn của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Một ngày vui bày chiến sĩ.
hỏi mây trời đi hoài có rõ con đường nào dẫn đến một ngày vui. Một ngày vui bầy chim sao dụ nhau về dãy tố. Mưa sẽ về cho đá đơm bầu. Một ngày vui bầy chim sao dụ nhau về dãy tố. Mưa sẽ về cho đá đơm bầu. Thưa anh Nhật Ngân, tôi đọc trong một bài viết của thi sĩ Nguyên Sa trước đây thì tôi mới được biết là có một thời gian anh trải qua một cái cơn bạo bệnh, tức là bệnh ung thư, và cứ tưởng rằng cái chuyện không may đã xảy đến, nhưng mà rất may là anh đã bình phục sau đó mấy năm. Và như thế thì sau một cái quãng thời gian khủng khiếp như vậy thì cái ước vọng của anh cũng như là cái dự tính của anh trong những cái tháng ngày sắp tới, nó là cái dự tính gì về văn nghệ thưa anh? Thưa quý vị, là trong khoảng năm 1992 thì tôi bị ung thư bao tử, và khi sau khi mà giải phẫu xong thì bác sĩ đã rất là thất vọng và đã báo cho bạn hữu của tôi như là anh Trầm Tử Thiên, như là cô Khánh Ly và một số những nghệ sĩ khác, nói là tôi không thể kéo dài được nữa đâu, tôi chỉ khoảng 6 tháng thôi thì tôi sẽ ra đi. Thì bạn bè giấu tôi ghê lắm, họ tổ chức cho tôi một cái đêm gọi là đêm nhạc Nhật Ngân. Thì mình cũng tưởng là sau khi mình bệnh thì mọi người tổ chức cho mình một cái đêm nhạc để mà an ủi mình. Thế nhưng mà thật sự thì là sau này, khi mà khoảng vài năm sau, thì bạn bè báo cho tôi biết là trong khoảng thời gian đó mọi người nghĩ là tôi sẽ ra đi. Thì sau cơn bạo bệnh đó thì tôi cảm thấy cuộc sống là cả một sự đáng, rất là đáng quý. Thì tôi nghĩ là nếu tôi mà ra đi trong khoảng đó thì rất nhiều những cái tác phẩm của tôi sau này không được có trên Thúy Nga trong những năm gần đây. Và một lần nữa thì đây là cũng một cái lần mà tôi phải thành thật cảm ơn rất nhiều những bè bạn đã thương mến, và nhất là gia đình tôi đã sát cánh, nhất là bà xã tôi là người mà đã khuyến khích tôi và đã đưa tôi tới một cái sức khỏe có được hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè, cảm ơn gia đình, và một lần nữa cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã tạo cho tôi điều kiện để cho tôi có được hôm nay trình diễn trước quý vị và được giới thiệu trước quý vị một số những tác phẩm của tôi. Chúng tôi xin cảm ơn. Vâng, còn thì em xin hỏi anh Trần Trịnh. Thưa anh, ở cái tuổi 65, anh nghĩ là anh còn sáng tác nữa hay không? Và được chứ. Đương nhiên là được. Không, và còn một cái điều này nữa là lúc nãy em nghe anh nói là anh mê nhạc jazz. Đúng. Và em thì cũng rất là mê nhạc jazz, nhưng mà nhạc Việt Nam thì không có nhạc jazz. Vậy anh nghĩ trong tương lai anh có thể mang những cái nốt nhạc jazz vào để sáng tác những cái bài Việt Nam, và anh nghĩ nó có hợp với những cái nhạc phẩm Việt Nam mình hay không? Cũng có thể thôi, nhưng mà không chắc lắm, là bởi vì nhạc Việt Nam mình, nhất là nhạc dân tộc, thì nó mới có xúc động được. Còn cái loại nhạc Việt Nam mà lại có cái tính cách jazz trong đó lắm. Chẳng qua ngày xưa chúng tôi đi làm ở mấy cái phòng trà, mấy cái vũ trường, cho nên chúng tôi mới phải tập luyện cái loại đó thôi.
Chứ còn sáng tác nhạc Việt Nam mà có hơi hướng của cha rồi, chắc là tôi sợ không thành công đâu. Còn cái chuyện mà dù là 65 tuổi rồi hay là dù 85 thì cũng thế. Dum spero spero có nghĩa là ta còn thở, ta còn hy vọng. Vâng, vâng, quả đúng như thế. Người ta nói rằng là 65 tuổi là nghỉ hưu đối với những người đi làm thôi, còn nghệ sĩ thì không có tuổi. Và thưa quý vị, để chúng tôi tạm kết thúc cái phần giới thiệu hai nhạc sĩ Trần Trịnh và Nhật Ngân, chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị một liên khúc gồm hai bản là Xuân Này Con Không Về và Cám Ơn của Trịnh Lâm Ngân, qua tiếng hát của Thế Sơn, Như Quỳnh, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Chờ tin con khi
thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bây đây trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở chơi yên vui, nghe pháo sao thưa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang. Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân, bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Bao ngày xuân đi quê xóm riêng, con biết không về mẹ chờ em chờ. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà, nếu con không về chắc mẹ buồn lắm. Mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân, bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới. Ba ngày xuân đi khoe sóng riêng, con biết không về mẹ chờ em. Bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ thương con